but that has been only recently described, and many of us may be unfamiliar. Vâng, và trường hợp thứ hai thì bác sĩ Montaggio gọi nó là new kid on the block, tức là một trường hợp khá mới mẻ, và nó là loại trường hợp đã được ghi nhận trong những tài liệu nhưng mới chỉ xuất hiện gần đây. Nhiều người trong chúng ta vẫn còn cảm giác lạ lẫm, mặc dù chúng ta trên thực tế là đã có thể là đã gặp những trường hợp này nhiều hơn chúng ta nghĩ. The third is the doozy or the zebra, and it's a relatively rare entity that can send us down the wrong path if we are unaware of its existence. Vâng, và trường hợp thứ ba thì bác sĩ Voltaire gọi đây là the doozy, và đây là một thực thể hiếm hiếm gặp trên lâm sàng và có thể đưa chúng ta đi sai chẩn đoán nếu như chúng ta không biết không có những kiến thức về sự tồn tại của nó. Given our limited time together, we are going to focus on the last two scenarios with a case-based discussion. Vâng, và trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì bác sĩ Fontasio sẽ giới thiệu về hai case phía sau với những mục tiêu đó là để với những mục tiêu được trình bày đó là để phát hiện các thực thể mới và thảo luận tiếp và cách tiếp cận những ca khó bất thường. The first case is a 38-year-old female diagnosed with ulcerative colitis 16 years prior, undergoing surveillance colonoscopy. Trường hợp đầu tiên đó chính là một bệnh nhân nữ 38 tuổi được chẩn đoán viêm đại tràng cách đây 16 năm, và bệnh nhân này đã trải qua một cuộc nội soi đại tràng. The question from our colleague was, is this inflammatory bowel disease associated dysplasia or weird reactive changes? Vâng, và câu hỏi của bác sĩ Hotacho thì đây có phải là chứng loạn sản liên quan đến bệnh viêm đại tràng hay không, hay đây là một phản ứng kỳ lạ của cơ thể? And here is the biopsy. In this case, there is little mucin, but there is abundant pink cytoplasm with a low nuclear to cytoplasmic ratio. Trên màn hình là hình sinh thiết đã nhuộm của mẫu bệnh phẩm, và trong hình này thì chúng ta có thể nhận thấy là có ít mucin nhưng lại có nhiều tế bào chất với tỷ lệ nhân trên tế bào chất thấp. Khi mà nhuộm P53 thì cho thấy mẫu kiểu hình chuẩn. P53 immunostain showed a wild type pattern. Vâng, và khi đây là mẫu kiểu hình chuẩn khi nhuộm bằng P53. One may be tempted to disregard as reactive since the nuclei are not big or atypical and there is no architectural complexity. Và đối với trường hợp này thì mọi người có thể gọi là khá xem nhẹ khi mà thấy hạt nhân không có cái sự bất thường một cách phức không không có sự bất thường, hoặc là cấu trúc của mô không có sự phức tạp. But if we stare for a second, we see nuclear hyperchromasia and some nuclear disorganization that makes us uncomfortable. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta quan sát kỹ mẫu bệnh phẩm, mẫu mẫu nhuộm thì chúng ta có thể quan sát thấy một số tế bào nhân tăng sắc một cách kỳ lạ, và điều này đã làm dấy lên sự nghi ngờ của bác sĩ. Dysplasia in IBD typically shows features of adenoma, namely tubular or tubulovillous adenoma. Loạn sản đối với loạn sản trong bệnh viêm đại tràng thì chúng ta gặp hai dạng, đó là một dạng là thường gặp bao gồm có dạng u tuyến ống và dạng sợi lông nhung. Recently, Choi and colleagues have described a
new pattern of dysplasia in inflammatory bowel disease that features non-conventional or non-adenoma histology. Gần đây thì tác giả Choi và các cộng sự đã mô tả một loại loạn sản không thường gặp trong bệnh cảnh viêm đại tràng, có bệnh cảnh mô học không có bệnh cảnh thường có bệnh cảnh mô học ít ít thấy hơn. These authors have described four main histologic categories of non-conventional dysplasia, and these are in descending order of frequency. Và các tác giả này đã mô tả phân loại mô học chính của chứng loạn sản không thường gặp này và chúng được sắp xếp theo thứ tự tần suất giảm dần. Padded cell differentiated dysplasia. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp dạng biệt hóa của tế bào Paneth. Crip cell dysplasia. Tiếp theo đó là loạn sản tế bào hẻm tuyến. Goblet cell deficient dysplasia. Thiếu tế bào đài. Hypermucinous dysplasia. Loạn sản hypermucinous hay còn gọi là loạn sản tăng sản mucin. And lastly, serrated dysplasia, which includes cases similar to sessile serrated adenomas and traditional serrated adenomas. Và cuối cùng là loạn sản dạng răng cưa, bao gồm 3 phân nhóm nhỏ hơn, bao gồm loạn sản dạng răng cưa, dạng loạn sản dạng u tuyến truyền thống và dạng loạn sản răng cưa không cuống và loạn sản răng cưa không xác định. This dysplasia can be seen isolated in the absence of non-conventional dysplasia. Và những loạn sản không thường gặp có thể xuất hiện trong nhiều bối cảnh và sự kết hợp khác nhau. And when seen in isolation, it's more likely to be encountered in the left colon. Và đối với loạn sản không thường gặp đơn độc thì chúng ta thường thấy nó xuất hiện ở bên đại tràng trái. Many times you can also see this variant dysplasia in association with conventional type dysplasia, often in the same colonic segment. Nhiều trường hợp thì chúng ta có thể bắt gặp sự kết hợp giữa loạn sản không thường gặp và loạn sản thường gặp ở trên cùng một đoạn ruột. According to studies, there's no significant difference between non-conventional and conventional dysplasia in terms of IBD subtype or duration of disease. Theo các tài liệu hiện nay thì không có sự khác biệt rõ rệt giữa loạn sản thường gặp và loạn sản không thường gặp dựa trên phân loại bệnh viêm ruột cũng như là khoảng thời gian mắc bệnh. Some of the histologic variants, such as SSA-like dysplasia with Paneth cells, have a tendency to occur in the right colon. Về vị trí xuất hiện thì một số loại loạn sản ví dụ như loạn sản tế bào Paneth hay là loạn sản dạng tế bào răng cưa không cuống thì thường xuất hiện ở ruột đại tràng phải. On the other hand, hypermucinous, crip cell, and TSA-like dysplasia tend to occur in the left colon. Trong khi đó thì loạn sản tăng sản mucin, loạn sản tế bào hẻm tuyến và loạn sản răng cưa dạng u tuyến truyền thống thì lại hay xuất hiện ở bên phải à bên trái ạ. Goblet cell deficient dysplasia can occur in either the right or the left colon. Bên cạnh đó loạn sản thiểu sản tế bào đài thì có thể gặp ở cả hai bên ruột là đại tràng phải và đại tràng trái. Here's an example of conventional adenoma-like dysplasia, and you can easily spot it on low magnification.
At higher magnification, we better appreciate the tubular architecture and crowded cigar-shaped nuclei that involve the deep glands and the surface. Với dạng thường gặp là dạng u tuyến thì chúng ta có thể thấy nó có cấu trúc hình ống và có hình dạng nhân, hình điếu xì gà và mật độ lớn trong hẻm tuyến và trên bề mặt. In high-grade examples, we see architectural complexity and loss of nuclear polarity. Khi xem ở mật độ phân giải cao thì chúng ta thấy chúng có cấu trúc phức tạp và có sự mất phân cực hạt nhân. Goblet cells are often reduced but can be easily spotted. Trong trường hợp này thì có thể thiếu tế bào đài nhưng tuy nhiên vẫn dễ dàng xác nhận. Non-conventional crypt cell dysplasia can be extremely subtle at low magnification. Đối với loạn sản tế bào hẻm tuyến thì chúng có thể cực kỳ tinh tế khi mà nhìn mẫu bệnh phẩm ở độ phóng đại thấp. In this example, there is not even significant architectural distortion or inflammation. Trong ví dụ này thì chúng ta thậm chí không nhận thấy được sự biến dạng hoặc là kiểu hình viêm đáng kể trong cấu trúc. There is no obvious cytologic atypia at low power except perhaps for some eye-catching areas in the deep crypts in the area indicated by the blue arrow. Và ở trường hợp này thì chúng ta không nhận thấy hiện tượng mất tế bào, hiện tượng thiểu sản tế bào rõ ràng, ngoại trừ một số khu vực bắt mắt ở phía sâu các khu vực hẻm tuyến. While the surface epithelium shows maturation, notice that nuclei deep in the crypts feature hyperchromasia, yet low nuclear to cytoplasmic ratio. Vâng, và với mức độ phóng đại cao hơn thì chúng ta nhận thấy trong khi biểu mô cho thấy sự trưởng thành thì ở các nhân nằm sâu trong hẻm có biểu hiện của việc tăng sắc tố với tỷ lệ nhân chia cho tế bào chất thấp. There is abundant cytoplasmic mucin on high magnification. Chúng ta cũng có thể nhận thấy có sự dồi dào mucin ở trong tế bào chất. Some areas may show a bit of more pink cytoplasm because of some mucin loss, as indicated by the blue arrow. Một số khu vực có thể có một chút tăng tế bào chất bạch cầu ái toan vì mất một số mucin. But note the tubular pattern without crowding. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta không nhận thấy có sự không có những tuyến bao quanh. The nuclei are mildly enlarged. They're a little bit atypical, non-stratified, and routed to oval, limited to the bases. Và về nhân tế bào thì chúng ta có thể nhận thấy là nhân to ra ở một mức độ vừa phải. Các nhân thường không điển hình và thường có hình tròn hoặc oval giới hạn ở đáy. Not surprisingly, inter-observer agreement is less than optimal for these lesions. Hiện tại thì có khá là ít những đồng thuận quốc tế cho cách xác định những tổn thương này. As such, some have proposed the term crypt cell atypia for challenging cases and recommending repeat colonoscopy in 3 to 6 months. Do điều đó thì một số người đã đề xuất thuật ngữ là tế bào hẻm không điển hình cho các trường hợp khó và đề nghị theo dõi cứ 3 đến 6 tháng một lần. Nuclear atypia can be occasionally marked in a rare cell.
Một số vị trí thì chúng ta có thể nhìn thấy có tế bào nhân không điển hình, đó chính là vị trí mũi tên màu xanh dương. One clue at low magnification is focal subtle mucin loss with pink cytoplasm that might catch your eye. Và một dấu hiệu gợi ý khác đó là tình trạng mất chất nhầy kết hợp với tăng tế bào chất bạch cầu ái toan khu trú. In this particular example, the P53 worked in our favor and highlighted all of these atypical glands. Ví dụ cụ thể này thì nhuộm miễn dịch P53 đã có tác dụng và làm nổi bật các tuyến không điển hình này. It even highlighted areas that I was not initially concerned about, and this made me feel more comfortable with the diagnosis of dysplasia. Và trong trường hợp này thì thậm chí là một số tuyến mà tác giả là bác sĩ Vontacho không quan tâm đến, và vì vậy cái việc làm nổi bật tất cả các tuyến này khiến cho bác sĩ cảm thấy thoải mái hơn với chẩn đoán loạn sản của mình. But we better get used to diagnosing these on the hematoxylin and eosin alone, because only 42% are positive or null for P53. Và theo kinh nghiệm của bác sĩ thì tốt hơn là chúng ta nên làm quen với việc chẩn đoán những điều này chỉ trên nhuộm tiêu bản HE, vì chỉ 42% trong số nhuộm P53 là cho kết quả dương tính mạnh hoặc là không xác định, còn và hầu hết trong số đó là loạn sản tế bào hẻm tuyến. Most examples that are positive belong to the crypt cell dysplasia variant. Và Most examples that are positive belong to crypt cell dysplasia variant. chủ yếu trong những trường hợp P53 dương tính này là loạn sản tế bào hẻm tuyến như bác sĩ vừa chia sẻ. Even though most cases of IBD dysplasia lose mucin as dysplasia evolves, some acquire abundant cytoplasmic mucin. Đối với loạn sản tăng sản mucin thì mặc dù hầu hết các trường hợp loạn sản trong bệnh viêm đại tràng có mất mucin khi mà loạn sản tiến triển, tuy nhiên thì một số vẫn có được nhiều mucin ở trong tế bào chất. These examples are usually polypoid and feature mildly elongated dark nuclei that are more atypical at the base of the glands. These are usually polypoid and feature mildly elongated nuclei that are more atypical towards the base of the glands. Và chúng thường xuất hiện ở dưới dạng sợi lông nhung và This morphology must account for more than 50% of the lesion in order to classify as hypermucinous. đoán loạn sản tăng sản tế mucin thường được nghĩ đến khi mà trên 50% tổn thương xuất hiện những đặc điểm trên. Even though these are cytologically low grade, some argue that this type of dysplasia is a high-risk marker. Mặc dù hầu hết các trường hợp này có thể quan sát được ở độ phóng đại thấp. And this is because some report higher rate of KRAS mutations and aneuploidy than conventional low-grade dysplasia and high-grade dysplasia. Một số người cho rằng loại loạn sản này là một dấu hiệu nguy cơ cao do có những báo cáo về tỷ lệ đột biến CRAS.
và thể dị bội cao hơn đối với dạng thường gặp. Cases of goblet cell deficient dysplasia have pink cytoplasm, tubular architecture, dark small nuclei, and absence or near absence of goblet cells. Đối với trường hợp loạn sản thiểu sản tế bào đài thì có những đặc điểm đó chính là tế bào chất màu hồng, tế bào hình ống, nhân tăng sắc, mất tế bào đài hoàn toàn hoặc là gần như hoàn toàn và có thể thấy một vài tế bào Paneth. This particular example that I showed at the beginning showed wild type P53. Ví dụ cụ thể này cho thấy nhuộm P53 kiểu chuẩn trên ISC. I was still comfortable calling high-grade dysplasia given that other parts of the biopsy look like this. Và đối với bác sĩ Vonchajo thì bác sĩ cho đây là loạn sản mức độ cao vì các phần khác của mẫu sinh thiết đều cho kết quả tương tự. There were areas worrisome for carcinoma as indicated by the blue arrow with prominent nucleoli and abundant pink cytoplasm. Vị trí mũi tên là những vị trí mà bác sĩ muốn các độc giả đặc biệt chú ý đến bởi vì nó trong một số trường hợp thì nó có thể có những tế bào nổi bật. I have noticed that some examples of non-conventional dysplasia have prominent neuroendocrine cells as indicated by the black arrow. Và mũi tên đen thì là trong một số trường hợp đó chính là các tế bào nội tiết thần kinh. To everyone's surprise, the clinician and the Gross prosector, this patient had frank invasive cancer. At the same site, the biopsy was obtained. Và đây là một ca bệnh gây ngạc nhiên đối với cả các bác sĩ lâm sàng cũng như là bác sĩ cận lâm sàng, bác sĩ mô bệnh học vì khi mà đoạn ruột được cắt ra thì cho thấy là bệnh nhân bị ung thư xâm lấn sâu trong ruột tại cùng. Some areas over the cancer were dysplastic, but other areas the changes were minimal without a tumor. Và đối với mô bệnh học này thì nhuộm P53 đã cho kết quả âm tính. Một số khu vực trên mô bệnh cho thấy là đây là loạn sản biểu mô. Tuy nhiên thì ở những khu vực khác thì sự thay đổi là rất ít. This is not unusual in patients with IBD, where there is no lesion at the time of grossing, yet resection shows frankly invasive carcinoma. Chia sẻ về trường hợp này thì là bác sĩ đã thấy những trường hợp như vậy nhiều hơn một lần khi mà bệnh nhân không phát hiện được tổn thương tại thời điểm khám hoặc nội soi. Tuy nhiên thì khi cắt bỏ và xét nghiệm mô bệnh, mẫu bệnh phẩm thì lại cho thấy ung thư biểu mô xâm lấn thẳng vào thành ruột. In my experience, carcinomas in IBD tend not to elicit a desmoplastic response, so the tissue around the neoplasm is not indurated. Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì các ung thư biểu mô trong bệnh viêm ruột thường không gây ra phản ứng khử mô mạnh mẽ. Vậy nên các mô xung quanh thì các tuyến tân sinh, các mô xung quanh các tuyến tân sinh thì trông có vẻ gần như là bình thường. Serrated dysplasia tends to be polypoid and has nuclear changes similar to those described in other variants. Đối với một dạng tiếp theo đó là loạn sản răng cưa thì đây là một loại loạn sản mà có dạng polyp và được đặc trưng bởi những thay đổi nhân tương tự như những thay đổi được mô tả với các kiến trúc răng cưa như là SSA hay là TSA. Even though dysplasia with Paneth cell differentiation is the most common,
I have encountered more examples of goblet cell deficient and crypt cell dysplasia. Mặc dù loạn sản với loạn dụng mặc dù loạn sản biệt hóa tế bào panel là một biến thể phổ biến nhất. Tuy nhiên, trên lâm sàng bác sĩ cũng chưa được gặp trường hợp nào chưa được gặp trường hợp nào mà thay vào đó thì bác sĩ đã gặp nhiều những trường hợp loạn sản tế bào đài và tế bào hẻm tuyến hơn. You should see Paneth cells beyond what is present in the background mucosa and involving at least two dysplastic contiguous crypts. À, trên hình thì các bạn có thể thấy được là các tế bào Paneth ở trên những gì có ở trên niêm mạc nền và chúng liên quan đến ít nhất hai hẻm tuyến loạn sản liền kề ở hai ổ khác nhau. Otherwise, cytologic features are similar to those of conventional dysplasia. Mặt khác, các đặc điểm về mặt tế bào học liên quan đến những biến thể này tương tự các đặc điểm của bệnh loạn sản thường gặp. This table delineates some differences between conventional and non-conventional dysplasia. Và bảng ở trên trên màn hình là bảng phân biệt những sự khác biệt quan trọng giữa loạn sản không thường gặp và loạn sản thường gặp. Even though non-conventional is less common than conventional, we are identifying this type of dysplasia more and more with the passing of time. Mặc dù loạn sản không thường gặp là ít phổ biến hơn so với loạn sản thường gặp, tuy nhiên thì trên lâm sàng chúng ta đang ngày càng thấy chúng ngày một nhiều. The most important thing is that non-conventional dysplasia tends to be more frequently associated with high-grade dysplasia and colorectal cancer on follow-up compared to conventional dysplasia. Các trường hợp mà tổn thương các trường hợp tổn thương không thường gặp có xu hướng kết hợp với thường liên quan đến ung thư đại trực tràng nhiều hơn so với các trường hợp loạn sản thường gặp. In addition, cases of non-conventional tend to be more frequently flat or invisible compared to conventional dysplasia. Bên cạnh đó thì các tổn thương loạn sản không thường gặp thường được nhận thấy ở tổn thương ở dạng phẳng hoặc là không nhìn thấy. As you can see from this table, rates of aneuploidy are highest for crypt cell dysplasia, hypermucinous, and goblet cell deficient. Về các biến thể của loạn sản không thường gặp trong mối liên quan với loạn sản mức độ cao hoặc là bệnh ung thư đại trực tràng. Trong quá trình theo dõi thì bác sĩ nhận thấy là loạn sản tế bào hẻm tuyến, loạn sản tăng sản mucin và loạn sản tế bào đài có nguy cơ cao hơn. For comparison, conventional low-grade dysplasia and sporadic adenomas have rate of aneuploidy around 9%. Và ba loại còn lại thì cùng ở một mức độ thấp hơn và tương đương nhau. These variants also associate with the highest risk of advanced neoplasia on follow-up compared to conventional dysplasia. Và bảng biến thể này cũng cho thấy độ tương quan với dị bội, biến thể, đột biến dị bội khi theo dõi thêm. Take home messages. Sau đây là những lưu ý kết luận của mà bác sĩ đối với trường hợp đầu tiên. Non-conventional dysplasia can be subtle on examination of the H&E. Và loạn sản không thường gặp ở trong bệnh cảnh bệnh viêm đại tràng thì có thể rất tinh tế khi thăm khám hoặc là khi nhuộm HE. P53 immunostain may be wild type. Nhuộm miễn dịch P53 có thể là kiểu hình chuẩn. Familiarity with diagnostic features is critical since it associates with a higher risk of advanced neoplasia than conventional dysplasia.
Loạn sản không thường gặp thường có liên quan đến nguy cơ cao hơn với dị bội hơn là loạn sản thường gặp. Vì vậy chẩn đoán lâm sàng vì vậy việc chẩn đoán phải dựa trên lâm sàng là quan trọng để nhận biết. On to case number two is a 62-year-old man with 9 cm liver mass diagnosed previously as inflammatory myofibroblastic tumor. Trường hợp thứ hai mà bác sĩ muốn chia sẻ là về một trường hợp hiếm gặp. Đây là một bệnh nhân nam 62 tuổi có khối gan kích thước 9 cm, trên sinh thiết là một khối u viêm myofibroblastic. On close inspection, we see a spindle cell tumor that does have some intratumoral inflammatory cells, but also features unusual for inflammatory myofibroblastic tumor. Và trên mẫu bệnh phẩm được nhuộm thì chúng ta có thể thấy một vài điểm bất thường. Specifically, the presence of macronucleoli, as indicated by the blue arrow, are unusual for this type of lesion. Và đối với tế bào mô bệnh có kiểu hình viêm này thì mũi tên đang chỉ vào tế bào có nhân macronucleoid. Là một nhân to bất thường. And that was not a focal finding as it was present in multiple areas of the tumor. Và phát hiện này được thấy ở nhiều khu vực khác của khối u. In addition, mitotic figures were easy to find as indicated by the blue arrows. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy những tế bào u ở trong ở vị trí mũi tên xanh. Not only that, but areas of necrosis were present, an unusual finding in inflammatory myofibroblastic tumor. Và cuối cùng thì chúng ta có thể nhận thấy được là những khu vực hoại tử ở trong vùng bị viêm của khối u. It cannot be argued that the intratumoral lymphocytes were a prominent component as shown in this image. Và trường hợp này là một trường hợp không điển hình và dẫn đến chúng ta đến nhiều chẩn đoán. Based on the associated inflammatory component, you could consider inflammatory myofibroblastic tumor. Dựa trên những thành phần viêm liên quan thì chúng ta có thể nghĩ tới khối u myofibroblastic, khối u viêm myofibroblastic. But the degree of atypia with macronucleoli makes us consider the possibility of melanoma. Tuy nhiên thì với mức độ không điển hình của khối u kết hợp với việc xuất hiện những nhân lớn khiến chúng ta có thể xem xét khả năng của u melanoma, tức là ung thư tế bào hắc tố. The cells were weakly positive for smooth muscle actin and ALK is negative. Và các tế bào cho thấy sự dương tính yếu với SMA và ALK âm tính. A negative ALK is non-contributory since ALK is positive in about half of inflammatory myofibroblastic tumor. Và điều này thì không có ở đây vì ALK dương tính trong khoảng một nửa số trường hợp mắc bệnh mắc u viêm myofibroblastic. Let's compare our tumor side by side with inflammatory myofibroblastic tumor. Hay so sánh trường hợp của trường hợp case của chúng ta với một trường hợp u myofibroblastic viêm điển hình. Both are composed of spindle cells with a healthy peppering of intratumoral lymphocytes. Đầu tiên thì cả hai đều có các tế bào hình thoi với một lượng tế bào lympho nội bào nhiều, khỏe mạnh. But the degree of cytologic atypia in our case is beyond what we typically see in inflammatory myofibroblastic tumor.
Tuy nhiên thì mức độ không điển hình về mặt sinh học tế bào trong trường hợp của chúng ta lại vượt quá những gì chúng ta thường thấy trong bệnh cảnh trong bệnh học của IMT. Inflammatory myofibroblastic tumor typically shows small nucleoli. Đối với những khối u myofibroblastic thì thường có nhân nhỏ. The presence of macronucleoli should make us consider the possibility of alternative diagnosis. Và vì sự xuất hiện của nhân macro ở trong mẫu mô thì chúng ta cần phải đặc biệt xem xét những khả năng của xuất hiện của các chẩn đoán khác. At the time, my wonderful fellow pointed out that the patient had a history of melanoma. Tại thời điểm đó thì cộng sự của bác sĩ Voltacho đã đưa ra một thông tin rất hữu ích, đó là bệnh nhân đã được chẩn đoán u hắc tố da đầu 5 năm về trước. At the time, I thought to myself, case solved. Melanoma markers will be positive and we will be done. Và điều đó khiến cho bác sĩ cảm thấy tự tin hơn và gần như là chắc chắn rằng đây là trường hợp melanoma. Especially since the patient's original melanoma had broadly positive margins and spindle cell features. Đặc biệt khi mà bác sĩ thấy ở trên quan sát thấy ung thư tại chỗ với các đặc điểm tế bào hình thoi cũng như là viền dương tính rộng. As you might imagine, melanoma markers were negative. Như bạn có thể tưởng tượng thì là các marker melanoma đều cho kết quả âm tính. So back to the drawing board. Vì vậy chúng ta hãy quay trở lại với mẫu bệnh phẩm. Let's go back to the H&E. Bây giờ thì quay lại với mẫu nhuộm HE. I know that melanoma markers are negative, but looking at this and drawing from my training in cytopathology many years ago, these are cherry red nucleoli. Bác sĩ biết rằng các marker ung thư tế bào hắc tố đều âm tính. Tuy nhiên thì dựa trên những gì mà bác sĩ được học và kinh nghiệm trong quá trình được đào tạo thì bác sĩ đã suy nghĩ rằng đây không chỉ là những nucleo những nhân đáng chú ý. I know that cherry red nucleoli are a feature of melanoma. Và bác sĩ nhận thấy là những cái nhân màu đỏ này thì thường liên quan đến khối u melanoma. Also, I know that melanoma frequently has intratumoral lymphocytes. Is there any way this could still be a melanoma? Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng biết rằng khối u ác tính có thể tập trung nhiều tế bào lympho ở trong nội bào khối u. Vì vậy, bác sĩ đã thắc mắc băn khoăn rằng có cách nào để xác định rằng đây vẫn là một khối u melanoma không? We also know that melanoma can feature loss of H3K27ME. Chúng ta về miễn dịch học thì chúng ta đều biết rằng u ác tính có thể u melanoma có thể làm mất H3K27ME. Loss of this marker is best known for being lost in a significant subset of malignant peripheral nerve sheath tumors. Và đây là một điểm đánh dấu nhân được biết đến nhiều nhất vì bị mất vì chúng hay bị mất ở trong một số trường hợp của u vỏ bọc dây thần kinh ngoại vi ác tính. This occurs as a result of mutations in EED and SUS12, which are indicated by the black arrows. Điều này xảy ra là do một đột biến nằm ở gen EED và gen SUZ12 là những gen đóng vai trò quan trọng trong phức hợp ức chế
PCR, These are key players in the polycomb repressive complex 2, which is a chromatin modifying enzyme. và những gen này thì là đối với gen ức chế đối với gen PRC2 thì đây là một enzyme điều chỉnh chất nhiễm sắc xúc tác quá trình methyl hóa histone H3. This enzyme is a chromatin modifying enzyme that catalyzes the methylation of histone 3 at lysine 27 inhibiting gene transcription. Vâng, và enzyme này thì ức chế khi mà nó ức chế quá trình methyl hóa histone H3 tại lysine 27 thì nó ức chế phiên mã gen. When these genes are mutated, we lose this methylation marker of transcriptional repression. Khi mà mất dấu hiệu ức chế phiên mã này thì nó gây ra sự rối loạn điều hòa gen kiểm soát ung thư. Though initially considered specific for MPNST, subsequent studies have shown loss in a small subset of other tumors, including melanoma. Do đó thì việc sử dụng H3K27ME có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán. Loss may be seen in other non-MPNST sarcomas. Sự mất biểu hiện của H3K27 có thể được nhìn thấy ở những khối u khác như But also in melanoma. có thể nhìn thấy ở những khối u khác, tuy nhiên cũng có thể được nhìn thấy ở melanoma. Complete loss may be seen in 37% of melanomas, while partial loss may be seen in 51%. Với 37% các trường hợp melanoma thì mất hoàn toàn biểu hiện H3K27 MI. Còn bên cạnh đó có 51% các trường hợp thì là mất một phần. And this was our H3K27ME stain showing almost complete nuclear loss. Trên tiêu bản này là cho thấy sự mất H3K27ME. In our case, the main differential diagnosis given the morphology and loss of H3K is malignant peripheral nerve sheath tumor and melanoma. Đó thì chúng ta đưa ra chẩn đoán phân biệt giữa u vỏ bọc dây thần kinh ngoại vi ác tính với melanoma. Let's look at some of the typical histologic features of MPNST. Hãy nhìn vào những đặc điểm khác của MPNST, tức là u vỏ bọc ngoại vi dây thần kinh ác tính. Like our tumor, MPNST is typically S100 and SOX10 negative, and as mentioned earlier, features loss of H3K. Giống như là khối u của trong trường hợp của chúng ta thì một khối u vỏ bọc dây thần kinh ác tính thì thường âm tính với S100 và SOX10 và như đã đề cập trước đó là sẽ có sự mất H3K27ME. Histologically, MPNST shows vague whorling with hypo and hypercellularity in a rich vascular network. Trên về mặt mô học thì MPNST cho thấy các khu vực mơ hồ giữa sự tăng và giảm tế bào. Typically, there is cytologic uniformity with nuclear hyperchromasia and abundant pink cytoplasm. Điển hình thì mặc dù không phổ biến thì có sự đồng nhất về tế bào học với tăng sắc tố nhân và tế bào chất phong phú. Some cases can have a fascicular pattern
Nuclear hyperchromasia is not uncommon. Pleomorphism may be seen in some cases. Số trường hợp thì chúng ta có thể một số trường hợp thì chúng ta có thể thấy dạng thoi và có tăng sắc tố hạt nhân. Wavy cells may be seen even if focal. Và thậm chí chúng ta có thể thấy những tế bào dạng gợn sóng ở một số khu vực. Different from MPNST, our case showed open chromatin with macronuclei. Khác với một trường hợp u vỏ bọc dây thần kinh ác tính điển hình thì trường hợp này của chúng ta cho thấy những chất nhiễm sắc mở với nhân to. In addition, our case had prominent intratumoral lymphocytes, which is unusual for MPNST. Ngoài ra thì trường hợp của chúng ta có sự xuất hiện của các tế bào lympho ở trong khối u. Điều này là không thường xuất hiện ở trong u vỏ bọc dây thần kinh ác tính. So we have to ask ourselves if this could still be a melanoma given the morphology, the history, and the loss of H3K. Vì vậy thì một lần nữa liệu chúng ta vẫn có thể nghi ngờ đây là một khối u melanoma khi mà chúng ta đã nhìn thấy tiền sử hình thái mô học và sự mất H3K7M không? The answer, as you might imagine, is yes. Và câu trả lời là hoàn toàn có. And this has been documented in the literature as dedifferentiated or undifferentiated melanoma. Và điều này đã được ghi lại trong các tài liệu nghiên cứu về hiện tượng biệt hóa ngược hay là không biệt hóa. It has been defined as a primary or metastatic melanoma with transition between conventional and undifferentiated components, or completely lacking histologic and immunophenotypic features of melanoma. Và một khối u melanoma biệt hóa ngược hay là không biệt hóa điển hình được định nghĩa là một khối u melanoma nguyên phát hoặc di căn với sự chuyển tiếp giữa các thành phần thông thường và không biệt hóa hoặc thiếu hoàn toàn các đặc điểm mô học và kiểu miễn dịch của khối u melanoma. Most recent articles published in pathology have been authored by Dr. Agami and colleagues, the most recent series consisting of 35 cases. Hầu hết các trường hợp được báo cáo trong các bài báo gần đây thì đã được xuất bản ở trong tài liệu bệnh học do tác giả Agami và các cộng sự. Loạt bài gần đây nhất bao gồm 35 trường hợp. Dedifferentiated or undifferentiated melanoma has been reported at a number of sites, and the liver and tubular GI are no exceptions. Một số các cơ quan đã được báo cáo là có phát hiện u hắc tố không biệt hóa, đó là như là não, phổi, gan hoặc là các hệ hạch lympho ở nách, bẹn, cổ. In terms of timing, dedifferentiated melanoma can be seen before, at the same time, or subsequent to a diagnosis of conventional melanoma. Về thời điểm xuất hiện thì melanoma không biệt hóa có thể xuất hiện cùng lúc hoặc kể cả trước và sau một khối một u hắc tố thông thường thường gặp. In keeping with melanoma's notoriousness for being one of the great mimickers, undifferentiated melanoma can acquire sarcomatous, teratocarcinomatous, or even adenocarcinoma appearance. Chính vì sự dễ nhầm lẫn, chính vì sự không biệt hóa của tế bào cho nên khối u melanoma không biệt hóa có thể bị nhầm lẫn với rất nhiều trường hợp như là dạng sarcoma, dạng u quái hoặc là ung thư biểu mô tuyến adenoma. It follows that in the absence of a clinical history and knowledge about this type of melanoma, these are likely to be misdiagnosed.
Do đó nếu không có tiền sử lâm sàng và những kiến thức về khối u loại u này thì chúng có thể bị rất dễ dàng bị chẩn đoán nhầm. In fact, initial histologic impressions for cases in main articles ranged from sarcoma to GIST to carcinoma. Trên thực tế thì ấn tượng mô học ban đầu của loại u này trong các trường hợp đã được báo cáo mà bác sĩ trích dẫn thì là nằm trong phạm vi từ sarcoma cho đến GIST hệ tiêu hóa đến ung thư biểu mô. And in fact, melanoma was considered in only 17% of the cases. Và trên thực tế thì khối u melanoma chỉ được xem xét trong 17% số trường hợp. In patients with a history of melanoma, primary tumors may show variable morphology from purely conventional to frankly sarcomatous. Về hình thái thì các khối u có thể gặp ở rất nhiều hình thái thay đổi từ melanoma thông thường cho đến những khối u sarcoma. Unfortunately, most metastatic cases show complete undifferentiation with no areas resembling conventional melanoma, as in our case. Và thật không may là hầu hết các trường hợp di căn đều cho thấy sự không biệt hóa hoàn toàn và không có khu vực nào giống với khối u melanoma thông thường như trong trường hợp của chúng ta. These tumors are negative for all melanoma markers and can show immunoreactivity with epithelial and mesenchymal markers. Những khối u này thì đều âm tính với các marker ung thư và có thể cho thấy hoạt tính miễn dịch với các marker biểu mô và trung mô. This makes diagnosis of this entity near impossible in a vacuum. Điều này khiến cho việc chẩn đoán trong chân không gần như là không thể. Importantly, these tumors have intact INI1, a helpful tool differentiating from epithelioid MPNST, as over half feature loss of this marker. Điều quan trọng là những khối u này còn nguyên vẹn yếu tố NIN1. Đây là một công cụ hữu ích cho việc phân biệt với u vỏ bọc dây thần kinh ác tính dạng biểu mô vì hơn một nửa trong số những khối u đó đã có mất marker này. In addition, epithelioid MPNST tends to be S100 diffusely immunoreactive, unlike undifferentiated melanoma. Ngoài ra thì u vỏ bọc dây thần kinh ác tính có biểu mô có xu hướng hoạt hóa miễn dịch S100. Reported mutations in this type of melanoma includes BRAF, NRAS, NF1, and KIT. Các đột biến được báo cáo ở trong trường hợp melanoma không biệt hóa bao gồm BRAF, NRAS, NF1 và KIT. Admittedly, this diagnosis is difficult and under-recognized. Admittedly, this diagnosis is difficult and under-recognized. Và điều đó làm cho chẩn đoán trở nên khó khăn và khó nhận biết. So what should raise my level of suspicion that I'm dealing with this type of tumor? Vậy thì những dấu hiệu gì có thể giúp bạn nâng cao mức độ nghi ngờ khi gặp phải những trường hợp như thế này? Recommendations are not perfect but include number one, undifferentiated histology that does not fit an established diagnosis. Những cái lời khuyên khuyến nghị này có thể không phải hoàn hảo, tuy nhiên thì chúng ta cũng nên nghi ngờ khi gặp trường hợp mô học không phân biệt không phù hợp với chẩn đoán đã xác định, đã thành lập từ trước. Number two, a history of melanoma, even though this history may not be present. Thứ hai đó là bệnh nhân có tiền sử mắc khối u hắc tố. Number three, multifocal disease.
Thứ ba là bệnh đa ổ. Number four, finding a sarcoma at sites where melanoma is likely to spread. Thứ tư đó là kiểu hình sarcoma tại các vị trí mà khối u hắc tố ưa lan rộng. And lastly, lack of another definite primary in another organ. Và cuối cùng là thiếu một cơ quan nguyên phát trong số các cơ quan. Some argue for the use of BRAF and NRAS immunostains. Một số người đã tranh luận về việc sử dụng BRAF hay là NRAS IHC để chẩn đoán những tổn thương này. Even though these are sensitive and specific on paper, they are less than perfect in real life. Mặc dù thì mặc dù những dấu hiệu này nhạy và có độ nhạy và độ đặc hiệu ở trên các tài liệu, tuy nhiên thì trên đời thực thì trên trên đời đời thực thì kết quả có cho độ hiệu quả thấp hơn. As a result, a low threshold for molecular testing is probably best if available. Vì vậy thì việc làm genotype ngưỡng thấp có thể cho giá trị tốt nhất. Let's go back to our case. Quay trở lại với trường hợp của chúng ta ngày hôm nay. Our case showed an NF1 mutation and a high tumor mutation rate. Khối u của chúng ta cho thấy sự phát hiện đột biến NF1 ở ngưỡng đột biến cao. Though NF1 mutations are typical of MPNST, a subset of melanomas are known to harbor NF1 alterations. Mặc dù các đột biến NF1 là điển hình của u vỏ bọc gây thần kinh ác tính, thì một số các khối u melanoma được biết đến là cũng chứa các sai lệch NF1 và đã được báo cáo là phổ biến trong các khối u melanoma không sản sinh. This is especially true for desmoplastic melanoma. Điều này được báo cáo là phổ biến trong các khối u melanoma không sản sinh. In addition, a high mutation rate is more typical of melanoma than sarcomas. Ngoài ra thì một tỷ lệ đột biến khối u cao là điển hình của u melanoma hơn là sarcoma. Clinically and pathologically, this was deemed most in keeping with undifferentiated metastasis from the patient's known melanoma. Về mặt lâm sàng và mô bệnh học thì điều này được coi là phù hợp nhất với các trường hợp u melanoma không biệt hóa đã biết để tìm được hướng điều trị cho phù hợp. The patient was started with treatment with immune checkpoint inhibitors and is currently doing well. Và bệnh nhân này đã được điều trị bằng pembrolizumab trong vòng 6 tháng và bệnh nhân cho thấy sự đáp ứng tốt cho tới thời điểm hiện tại. Take home messages. Think of the possibility of undifferentiated melanoma for any tumor that does not fit a diagnostic category. Tổng kết lại thì chúng ta cần phải ghi nhớ, đầu tiên là chúng ta cần phải nghĩ đến khả năng xuất hiện của melanoma không biệt hóa đối với bất kỳ khối u nào không có những đặc điểm tiêu chuẩn đặc hiệu. Especially if the lesion has cytologic features typically associated with melanoma, such as macronuclei and intratumoral lymphocytes. Đặc biệt thì nếu như tổn thương có những đặc điểm tế bào điển hình liên quan đến melanoma như là có macronuclei nucleoli hay như là có tế bào lympho ở trong nội bào khối u. Immunostains are of limited value, except maybe H3K27ME.
Bên cạnh đó thì nhuộm miễn dịch, giá trị của nhuộm miễn dịch là rất thấp, trừ H3K27ME. And have a low threshold for requesting molecular testing if available. Nếu có thể thì xét nghiệm phân tử ở ngưỡng thấp, hãy làm xét nghiệm phân tử ở ngưỡng thấp. With this, I thank you for your patience and for your attention, and I'll be happy to take any questions. Feel free to follow me on Twitter at Voltaggio L and Gamon. À, lời cuối cùng thì bác sĩ xin cảm ơn các độc giả vì vì đã kiên nhẫn lắng nghe bài thuyết trình ngày hôm nay, và nếu như các bác sĩ có muốn liên lạc thêm thì liên lạc thêm với bác sĩ thì xin hãy trao đổi qua địa chỉ email trên màn hình. Thank you, doctor. Thank you, doctor, so much. We will now move on to the question received from our audience today to for your talk. Xin cảm ơn bác sĩ. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi đến nhận từ được gửi từ các khán giả trong buổi webinar ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên đó là xin cảm ơn bác sĩ Voltaggio. Theo bác sĩ thì tại sao ngày càng các loại loạn sản ngày càng không thường gặp lại ngày càng phổ biến hơn trong lâm sàng? Dear Dr. Voltaggio, the first question is, in your opinion, why are the clinical unconventional dysplasia in IBD is more and more common currently? I am not sure that is necessarily more common, but I think after this description and knowledge, we are able now to identify them. So I suspect they were always there, but we were not identifying them. Thank you. Now I will translate your answer to our audience. Và vâng, đối với câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là tại sao các trường hợp loạn sản không thường gặp lại ngày càng phổ biến lại ngày càng được phát hiện nhiều hơn, thì câu trả lời của bác sĩ đó chính là bác sĩ không dám chắc những loại loạn sản, dạng loạn sản không thường gặp này là ít gặp và ngày càng nhiều hơn, mà có thể là chúng đã tồn tại. Tuy nhiên thì với những công cụ chẩn đoán của chúng ta thì chưa phát hiện, và đến cho tận đến bây giờ thì mình mới dần dần khám phá ra những loại sự tồn tại của chúng. Và vâng, câu hỏi thứ hai đó chính là bác sĩ có thể giải thích về có thể cho biết về tần suất các trường hợp mà dễ đánh lạc hướng trên lâm sàng là bao nhiêu đối với loại mới. Thank you, Dr. Voltaggio. The second question for you is, how often do you meet the dozy on the clinical practice? Yes. Ever since I learned to recognize it, I have seen them, which was approximately, I want to say, a year and a half, 2 years ago, I have seen at least 5 examples. Thank you for your sharing. Now I will translate for our audience. Và với câu hỏi rất thú vị mà khán giả gửi đến đó chính là tần suất mà mình gặp những cái trường hợp dễ lạc hướng như bác sĩ vừa trình bày trong bài thuyết trình là bao nhiêu ở trên lâm sàng, thì câu trả lời của bác sĩ đó chính là để mà đưa ra một tần suất chính xác thì khá là khó nói. Theo bác sĩ thì năm vừa rồi là bác sĩ đã gặp 5 trường hợp. Thank
Thank you for your insightful explanation, Doctor. Just a moment as we are going through the next, the upcoming question sent by our audience. Và câu hỏi thứ ba mà các khán giả gửi đến ngày hôm nay đó chính là bác sĩ xin hãy cho biết là khi phát hiện loạn sản trong quá trình điều trị thì chúng ta có cần hóa trị hay xạ trị không ạ? Dear Dr. Voltajos, the next question is when you have a dysplasia diagnosis, should we treatment by the chemotherapy or radiotherapy for those kind of lesion? Once you have a diagnosis of dysplasia, the management is individualized to every patient. If it's unconventional dysplasia, I will have a talk to with the gastroenterologist and tell her that these are aggressive and that the patient needs at least close follow-up, if not resection. Thank you, doctor, for your answer. I will translate for our audience. Vâng, và với câu hỏi của đến từ khán giả đó chính là sau khi mà mình phát hiện loạn sản không thường gặp thì hướng điều trị tiếp theo của mình có cần sử dụng tới hóa trị hay xạ trị không? Câu trả lời của bác sĩ đó chính là khi mà bác sĩ phát hiện ra loạn sản không thường gặp thì việc đầu tiên bác sĩ làm đó chính là sẽ hội chẩn với cả các bác sĩ tiêu hóa và sau đó sẽ thông báo cho bệnh nhân rằng đây là trường hợp của bệnh nhân là một trường hợp có nguy cơ ác tính cao. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là theo dõi chặt chẽ để đưa ra hướng điều trị phù hợp. It seems that was the latest question from our audience. Due to the time restriction, we will transfer the remaining question to you if there are any. And thank you so much, Dr. Voltajo, for your sharing today with our Vietnamese doctor as well as our medical student. And we very much appreciate your time and your effort with us. Thank you. Come on, thank you. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay và hoàn toàn ẩn danh. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát, một là chưa hài lòng và năm là rất hài lòng cùng câu hỏi. Medi System mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo.